Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội thảo khoa học một số vấn đề thực tiễn về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào chiều qua. Đồng Nai luôn đi đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 30 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 57 khu dân cư kiểu mẫu, một huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Các nội dung được hội thảo tập trung trao đổi gồm đẩy mạnh chuyển đổi số trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu ở Đồng Nai, phát huy giá trị bài học dân là gốc trong xây dựng nông thôn mới tại Đồng Nai, một số giải pháp trong công tác xử lý chất thải trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở Đồng Nai, xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp ở Đồng Nai.